Thấy khách có ý định xâm hại cô gái, tài xế taxi tìm cách giải cứu và đưa ra lời cảnh báo đanh thép. Nghe, và nếu như mình đã có con em và đang có con em, tầm tuổi mới lớn, 15-16, chú ý các cháu những ngày lễ như thế này, rất quan trọng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại những chia sẻ của một nam tài xế taxi ở Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ bởi câu chuyện mà còn bởi sự dũng cảm có tâm của anh khi đã giải cứu thành công một cô gái có nguy cơ bị xâm hại. Anh cho biết, trong một cuốc xe gần nhất trả khách từ Bình Dương lên thành phố mới, anh đã nhận thấy nhiều điểm bất thường khi vị khách đặt xe đến nơi có tên đường nhưng không có số nhà hay địa chỉ cụ thể. Trên xe chở hai người, một nam một nữ, cô gái còn khá trẻ và có biểu hiện say xỉn mất kiểm soát. Trong quá trình di chuyển, bạn nam ngồi cạnh tỉnh táo nhưng luôn cố tình động chạm vào những nơi nhạy cảm của bạn gái. Được tài xế nhắc nhở, chàng trai này lại tỏ ra khó chịu. Vị cháu khách nam của tôi trên xe có ôm hôn cháu bé và sàm sỡ cháu bé ở trên xe tôi. Tôi có nhắc nhở nhẹ mấy câu và bạn nam đó nghe tỏ vẻ hơi khó chịu với tài xế già như tôi. Sau khi đến nơi, phát hiện điểm đến là một bãi đất hoang vu tối đen, anh đã nhất quyết không trả khách và xin số điện thoại của bố mẹ cô gái từ vị khách nam kia. Nhưng chàng trai vùng vằng và nhất quyết không cho, muốn tự đưa cô gái về nhà. Nhưng ngay sau khi bị vị tài xế cảnh cáo rằng ô tô có camera ghi lại và dọa sẽ tố giác, thì đối tượng này mới nhanh chóng bỏ đi. May mắn cướp được lại điện thoại của cô gái, tài xế đã nhanh chóng liên lạc với gia đình và thành công đưa cô gái về nhà an toàn. Tôi đã phải đuổi theo bạn nam kia và lấy lại điện thoại. Tôi gọi cho bố mẹ, bạn đừng đến. Bố mẹ bạn đừng đến, trả tiền xe cho tôi và đưa cháu bé về. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của anh đã nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. May gặp được bác tài tốt bụng, nhiều người họ sợ vạ lây thì không có ngăn cản đâu. Chúc cho bác tài thật nhiều sức khỏe, bình an. Giờ gặp được tài xế thế này là hiếm lắm, nhiều bạn trẻ bây giờ cứ buông thả rồi hối hận không kịp. May là còn gặp được bác tài xế tốt bụng đấy. Kết thúc câu chuyện, vị tài xế không quên đưa ra lời cảnh báo. Tôi muốn kể câu chuyện này để các bậc phụ huynh chú ý đến con em mình hơn. Các cháu đi chơi ở đâu cũng nên có giám sát một chút và có định vị đi đến đàng hoàng. Và nhất là các bạn nữ cần thật sự cẩn thận.